Hồng Sơ Si biết tình hình hiện tại của địch đệ Nhật Ba, chỉ là tôi có hậu thuẫn mạnh, La Văn Hy không bằng Tiêu Triển Dương Dương. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Chị Lộ Tư có hậu thuẫn mạnh. Từ một diễn viên Grand Rama tuyến 18 chỉ trong vòng 2 năm mà Lộ Tư có thể xuất hiện trong nhiều bộ đại chế tác. Nhìn vào ai cũng nghĩ cô ấy có hậu thuẫn mạnh. Nếu nói một cách khác thì chị Lộ Tư đúng là không có hậu thuẫn. Tuy điều kiện gia đình không tồi, nhưng người nhà không lấn sân sang đầu tư phim ảnh nên chẳng trợ lực được gì cho cô ấy mấy. Lộ Tư được ca tầng Tencent nhìn trúng, cảm thấy cô ấy có tiềm năng nên mới quyết định hợp tác. Quả thật chị Lộ Tư giờ phát triển rất tốt, Tencent rất ưu ái. Nói đi cũng phải nói lại, Lộ Tư quả thật rất may mắn. Hai năm trước chỉ toàn nhận được những web drama kinh phí thấp, may sao kiểm duyệt nhanh, hậu quả phát sóng ngoài mong đợi nên kiếm được rất nhiều tiền cho nhà sản xuất. Nền tảng thích những nghệ sĩ có thể kiếm tiền, chỉ cần Lộ Tư đừng tự mình hại mình thì sự nghiệp về sau phát triển sẽ rất ổn. Giờ chị Lộ Tư đang đóng bộ Ngọt Sủng với Trần Chất Viễn, đoàn đội cũng bí mật tung ra nhiều ảnh tại phim trường để tạo nhiệt. Phim tiếp theo khả năng cao hợp tác với Tỉnh Bách Nhiên, cô ấy sẽ là nhất phiên. La Văn Hy không bằng Tiêu Triển Dương Dương. Giới truyền thông nhận xét phim của La Văn Hy và Tiêu Triển đều theo quy củ, họ có khả năng chiêu thương, không thiếu nhân khí cùng độ chú ý. Còn Dương Dương bên phim Hiện Đại Thần Tượng cũng vậy, tuy nhiên có không ít cộng đồng mạng mỉa mai cho rằng đoàn đội La Văn Hy đã bỏ tiền ra để giới truyền thông viết thế, cầm buộc chặt với hai đỉnh nêu để tăng ra địa vị của bản thân. Lần này đúng là đã gây ra tranh cãi, dù là tính lưu lượng hay khả năng chiêu thương thì La Văn Hy đều không bằng Tiêu Triển và Dương Dương. Về sự nghiệp hiện tại, anh ấy đang đặt rất kỳ vọng vào bộ Trương Nguyệt Tận Minh. La Văn Hy không được độ, trong đóng phim hiện đại cứ đóng bộ nào y như rằng bộ đó sẽ flop luôn, nên đành chỉ trông chờ vào phim cổ trang. Nếu Trương Nguyệt Tận Minh có thể hot sẽ giúp La Văn Hy có thêm nhiệt độ ổn trong vòng 3 năm nữa. Sau đó không có tác phẩm nào trợ lực thì La Văn Hy sẽ lại tiếp tục đối diện với flop, tài nguyên xuống cấp và đến lúc đó. Sợ là kiểu buộc chặt như chuyện sẽ chẳng còn ai quan tâm. Nhậm Gia Luân áp phiên Arsenal Baby. Vấn đề phiên vị của Hẹn Ước Chạng Vạng luôn gây ra nhiều tranh cãi, có người cảm thấy từ địa vị cho đến lưu lượng, nhiệt độ và độ chủ đề của Baby cao hơn Nhậm Gia Luân, nên cô ấy xứng đáng nhất phiên. Nhưng Nhậm Gia Luân vẫn là một diễn viên đã có tác phẩm đại diện, anh ấy có áp phiên Baby cũng bình thường. Chỉ có điều bên phía phim đã ra thông báo chính thức xác nhận Nhậm Gia Luân nhất phiên, điều này khiến fan Angelina Baby cảm thấy bất mãn, chê trách studio không biết làm việc. Nhìn vào thì thấy tài nguyên của Baby giờ xuống cấp nghiêm trọng, không có tác phẩm và diễn xuất nên mới thành ra như vậy. Giờ ly hôn rồi, đến phiên vị cũng chẳng giữ được nữa. Nhiệt Ba từ sau khi đóng máy Công Tố Tinh Anh vẫn chưa chịu đi đóng phim, cô ấy cũng xem rất nhiều kịch bản, đề tài chủ nghĩa hiện thực cho bộ phim mới, trước mắt thì vẫn chưa quyết định được. Đóng phim nhưng không có vội vàng, gần đây thì phối hợp tuyên truyền cho show 11 tháng 11 nên tham gia livestream khá nhiều. Công Tố Tinh Anh sau họp chiêu thương cảm thấy khá tốt, có thể chờ mong phim phát sóng. An Lạc Chuyện bộ phim này cũng bắt đầu chiêu thương. Quân sắp xếp lịch trình quý 4, nếu hai bộ phim này cùng lúc mà chiếu ra thì Nhật Ba hết hàng tồn. Tiếp theo Nhật Ba có show của Cụt, nhân phim Bất Kỳ Trò Chơi bắt đầu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.